vị đã trở lại kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền trên youtube.com gạch chéo Đồ Gỗ Đức Hiền. Và lúc này là 18 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2016. Và chúng tôi đang bốc hàng lên xe để chuyển bộ trường kỷ đi cho một khách hàng, anh là lãnh đạo của Agribank Sài Gòn, với cái đuôi số điện thoại là 529. Đây là bộ trường kỷ hạng nhất, trường kỷ gỗ lim. Với cái phần sáng nay chúng tôi cũng đã quay cái lúc thành phẩm lên rồi. Và bây giờ là lúc đang chuyển hàng lên xe ô tô để đưa ra bãi xe Nam Bắc. Và chắc là chừng độ 3 đến 4 ngày nữa là anh sẽ nhận được hàng. Đấy là chiếc tủ tre. Cho tủ trước anh thế. Còn ở đây là chiếc tủ tre của chị Vũ Thị Ngọc Hạnh. Cũng ở chị cũng nhận hàng tại An Sương Sài Gòn. Và chiếc tủ chè này thì mấy người bê đi. Cho ghế trước thì khanh này thì ra. Ghế trước. Khanh cái đấy ra. Đấy là hai cái mễ tủ chè đấy. Tủ chè của chị Hạnh thì có hai kiện. Một kiện là chiếc tủ chè và có hai cái gióng gỗ, và một chiếc kia là mấy cái chân mễ. Chân mễ thì kể ra không cần bọc đâu vì mộc, nhưng mà ở đây vốn tính rất cẩn thận. Đỡ còn đỡ cho anh tí. Còn đỡ anh tí. Ghé vào đây thế. Đứng. Hàng thì rất là nặng với đông người. Hiện nay là 6 người đang nghỉ gạch khênh, nhưng mà cũng rất là nặng vì nó là gỗ lim. Như vậy buổi trường kỷ của anh Sài Gòn là đã lên được hai kiện. Là hai chiếc ghế dài, bây giờ còn chiếc bàn. Anh Long ơi. Đến đây úp bộ em cái ghế này lên với nhau cả. Hàng sau khi được bọc xong thì nó rất là cồng kềnh. Thôi cứ thế rồi chẳng cẩn thận lại được. Còn đây là chiếc bàn và trong chiếc bàn là sau. Bàn lên trước, bàn ở đây. À đúng rồi, tôi chè phải lên trước. Chè vào trong này. Bàn vào trong cùng là sau. Từ. Tôi chè phải chú thích đã. À, mặt tiền đã ghi rồi, mặt tiền có kính ghi rồi. Còn trên bàn này cũng có kính nhưng phải ghi thêm. Đây là cái lấy bút này rồi. Bàn có kính ở V này nhá rồi nhá. V tủ chè ra đi. Bàn này có kính nhá. Ừ. Cô đỡ cái buồn ghế này cô. Nào cho đầu kia vào trước, đầu đặt vào trước. Đúng rồi, áp lưng vào. Ừ. Đây trước tủ chè, và bình thường thì trông nó rất gọn nhẹ. Tại sao cái này lại lớn này? Bởi vì ở phía trước đằng này là cái giả lèo, cho nên là được bọc nguy hiểm xốp. Bọc nguy hiểm xốp rất là ghê. Cái này ngang đây là xong rồi. Khoan, bây giờ ghi thêm chữ có kính. Có kính. Có kính dễ vỡ, không vẽ hình cái ly vào đấy. Cái ly xong bị vỡ rồi chứ ạ. Có kính. Lòng vẽ cái ly này. Lòng quét cái ly đi. Nào ấy. Cái ly. Này đúng không? Không. Cái ly vỡ. Ra cái ly đây. Ly uống rượu cơ mà. Ly uống rượu đây, thế này, cái chân này. Đấy, dễ vỡ. Một cái đứa ngà bé này này nữa. Đây. Hai cái nào hai cái chồng. Dễ vỡ. Dễ vỡ đấy. Thỏ vẽ này không bằng bố cháu. Dễ vỡ. Đấy. Đây giá. Nào bây giờ cho lên đi. Và cái kính rất là nặng. Đâu là 4 giờ. 4 giờ trong ngang nó là xong nhá. Ơi. Đây là bốc đây. Đấy. Đấy là thế là 5 kiện em nhá.